Ôi xuống đây. Tao về nghe ơi, không không sao. Anh ơi, anh khen để cái gò má xinh xắn này chờ đợi lâu. Đếm nha mọi người. Bắt đầu đi anh. Ra đây. Anh nhắm mắt hay mở mắt gì? Tùy anh. Đếm đi. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kỳ quá. No comment. Tê rồi đúng không? Thôi, mời anh về với vị trí của mình. Thank you. Anh thật sự ngu. Có lẽ Phương Trâm đang ước mình không phải chơi trò chơi này khi nó vô tình đưa cô nàng vào thế khó xử. Ơi, tạm biệt Sài Gòn. Chuyến xe tình yêu tiếp tục đưa các thành viên tới với ngôi nhà chung mới ở Cần Thơ. Và sau những chia sẻ lắng động về chuyện tình cũ của nhau, thì không khí lại được khuấy động bởi trò chơi nói thật hay bị thách thức. Và đó là lúc các thành viên tìm kiếm lời giải cho những thắc mắc của mình về đối phương. Theo tôi được biết thì Long khen rất là nhiều cô gái trong đây. Nói chung là 4 người Long đều khen hết tất cả, cuộc đồng thích ai nhất. Thật ra thì 4 cô gái ở trong nhà chung thì ai cũng có một cái vẻ đẹp riêng cả. Nên là đẹp chưa? Không tiếc lời khen tất cả mọi người được. Đẹp chưa? Nhưng mà đẹp chưa? Cái người mà mình thích nhất hiện tại trong ngôi nhà chung ấy thì là Tà Râm là gì? Tà Râm là châm á bà nội. Tà Râm là châm. Bây giờ anh hỏi Nhu ấn tượng với bạn trai nào nhất và vì sao? Không, ngày đầu là khác, còn đến bây giờ em phải có ấn tượng gì chứ? Đến thời điểm hiện tại thì ấn tượng với anh Đạt nhất. Anh Đạt nói chuyện vui, hài hước, chân thật, mộc mạc. Ngọc nghe như kiểu chân quê á mấy người. Nghe lúa quá. Nghe lúa hay là đúng không? Đứa con xuân dài, con nước về cho cây trên trồ bông. Xong rồi. Khả năng có bạn trai bao nhiêu phần trăm? Đúng. 30%. Xinh đẹp như Nhu mà còn 30% thì chúng tôi lại như thế nào? Bạn nam trong nhà này đâu có chủ động gì đâu mà. Ai vô? Trời, đi cà phê anh hỏi em mình đến nỗi mà em không có tới cuối à. Rồi anh còn nói là ủa em không có gì hỏi anh nên ta dùng chủ động tới cái đó luôn rồi đó. Em thấy vừa người gì bao rồi sẽ bao nhọn kia. Không biết gì hết. Cái khoảnh khắc đó được anh Chun ghi lại, chụp hình lại cho mình xem. Anh nhìn đấy, không biết tại lý do gì mà mình cũng đang thắc mắc. Tại sao mình lại từ đầu, trong khi đó giờ mình chưa có chủ động từ đầu vào người con gái bao giờ. Hay là một phần mệt quá, hay là cố ý cũng chưa biết nữa. Đó, anh nhớ là bạn chú bà nhờ. Anh đâu không phải chú bà nhờ. Vô tình thôi, người đàn ông còn lại. Chào. Anh thích cái mũi vợ thấy ai dựa đâu mà. Anh phải dựa người ta chứ. Và điều mong chờ đã đến, ngôi nhà chung mới tại Cần Thơ chính là Resort Casa Eco Mekong. Đây là khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi cây lá thiên nhiên, sông nước, mang đến bầu không khí trong lành và thư thái. Hòa với đó là những kiến trúc cổ xưa đem lại một cảm giác vô cùng hoài niệm. Ngoài ra, nơi đây không hề thiếu các hoạt động vui chơi giải trí như đạp xe, câu cá, chèo thuyền và hồ bơi ngoài trời. Cùng với đó là những bữa ăn đậm chất miền Tây quê hương đầy hấp dẫn và ngon miệng. Không thể giấu được sự háo hức, các thành viên Love House lập tức chọn cho mình những căn phòng ưng ý nhất và sau đó liền thả mình vào hồ bơi để thư giãn sau chặng đường di chuyển khá mệt mỏi. Ngôi nhà chung mới mình cũng khá là bất ngờ mọi người, tại vì khung cảnh ở đây rất là thơ mộng, kiểu cổ xưa á, mình nhìn rất là thích. Chung là mình từ trước đến giờ thì mình cũng ít được có dịp đi xuống miền Tây và ở trong một cái khung cảnh như thế này, cho nên là mình rất là vui, cảm thấy rất là thú vị.
Đặc biệt là có hồ bơi là mình rất là thích. Mình rất là thích tắm hồ bơi, mặc dù là mình không biết bơi nhưng mà mình vẫn thích. Đẹp, trước mắt là đẹp, cổ kính, thơ mộng, lãng mạn. Kìa, nhìn kìa, có trăng kìa. Trời, giờ có trăng hả? Chú say rồi đó, chưa biết là thấy say mì rồi đó, say bột ngọt á. Cần Thơ lúc này trở nên se lạnh bởi những hạt mưa chiều và sẽ thật là lãng mạn nếu được cùng ai đó hẹn hò dưới mưa. Đấy, lấy anh đi dòng mình chung. Đi đâu vậy? Em không biết, cũng nên đi dạo chứ nãy vô sơ sơ, thấy chỗ này cũng hấp dẫn lắm đấy. Đi dạo của em à? Tại anh gì đi dạo em lên ngã, đừng nói gì. Ngại gì? Nói gì em thích lắm đó. Em mới em mày chúng anh còn ngại gì nữa. Chỉ có lãng mạn. Đúng lãng mạn luôn. Ủa, hai bạn chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi. Giờ đi hả? À, 6 giờ mới ăn mà đúng không? Dạ, anh đủ ơi, anh đủ chăm đúng không? Anh tới tìm chăm, ok. Dạ, anh mời, đang mưa. Đúng rồi, đang mưa. Anh chọn cái dù gì mà chịu. Anh không biết. Anh thấy cái dù nó trong phòng anh lấy rồi cho nên không biết. Bây giờ mấy giờ em không biết mấy giờ luôn. Anh ngủ mưa thì cũng khoảng tầm 20 phút nữa là sẽ tới giờ cơm tối. Ừ, rồi sao? Sao nhỉ? Anh có cái này, nếu mà kiểu như mai mà em cảm thấy mệt mệt á, em đến này em pha em uống. Nè, có cái này. Cái gì vậy? Kiểu thanh nhiệt rồi cả hồi phục thể trạng. Sao anh nghĩ là em đang mệt hay gì đó mà nó chính này? Tại hồi lúc đi xe, anh thấy em buồn ngủ. Em buồn ngủ. Còn ngày mai, với còn sáng ngày mốt nữa, đúng không? Ừ. Là mình sẽ còn ở đây. Ừ. Anh thì đang tính kiểu tác hợp cho anh Đông với kiểu Nhu hoặc là Ca, em thấy sao? Ê, là sao anh lại nghĩ tác hợp anh Đông với là hai người đó? Như hồi chiều anh Đông nói đó, anh cảm thấy thì hai người đó sẽ thoải mái hơn về vấn đề thời gian rồi vậy đó. Cả thì cái khoảng cách đi làm giữa anh Đông với mấy bạn đó cũng gần xem nhau. Là tác hợp là chỉ vì cảm thấy là địa điểm mọi người gần nhau á hả? Không, anh thấy hợp hai tính nữa, thật tính nữa. Ủa, anh nói vậy em có gì em buồn sao mà em mới xảy ra? Đông nói. Anh hỏi em Đông chưa? Anh hỏi em Đông chưa hả? Ừ. Lúc nào anh chẳng hỏi anh. Anh hỏi anh hoài cái gì? Thì anh trả lời như thế nào? Anh cứ cười. Là anh đang thích đúng không? Xong cười kìa bảo đợi duyên tới chú ơi. Ủa vậy sao anh không tác hợp em với anh đâu? Không nỡ. Ủa? Không nở là sao? Kiểu là sao không nở? Anh không biết anh kiểu... Anh tốt hả? Không phải, anh đông tốt nên rất là tốt. Kiểu anh cũng kiểu anh thích em nữa cho nên là nghĩ là ok. Dù anh cũng hơi ích kỷ tí kiểu... Anh phải để em cho riêng mình chứ đúng không? Anh đâu có thể mà kiểu một bông hoa nào cái bình bông này cũng cấm được. Đại thế. Nên mục đích anh là đưa cho em cái này. Sau đó thì nói với em là anh đang muốn tác hợp anh Đông và hai người kia. Cái thứ ba nữa. Thứ ba gì? Ủa, cái thứ ba nãy giờ nói nãy giờ em không hiểu luôn hả? Không. Anh nói là anh thích em nè, anh có cảm xúc với em nè, anh kiểu anh... anh kiểu hy vọng là sau chương trình này là kiểu... anh với em sẽ... Nói chung là tại vì còn ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Đúng rồi. 3 ngày nữa. Ừ. Cho nên là cứ để thời gian trả lời đi. Đến khi đó thì biết đâu cảm xúc của em nó rõ ràng hơn. Thì em có thể trả lời anh hay là chắc chắn là một cái điều gì đó. Còn hiện tại thì nó hơi nó còn hơi mông lung. Em nghĩ là anh cũng nên tôn trọng cái cảm xúc của anh Đông. Cứ để cho anh Đông quyết định hay là kiểu như anh Đông có cảm xúc với anh thì Đông đến người đó thôi. Còn cái chuyện của mình thì mình tự lo cảm xúc của mình. Chứ đâu còn phải tác hợp gì với ai để làm gì đâu. Em vô em chờ Hằng chút xíu, Hằng mừng xong rồi. Okay. Tại đang giúp Hằng làm tóc cho nên okay, là... Ok, vậy không mấy anh đứng ngoài đây cũng được. Có cái dùng với nhiều bình kiểu có cái hai cái hả? Phải là... Chắc đợi hơi lâu ấy. Okay. Tại con gái mà cho nên là... Cũng được, anh cũng rảnh mà. Chứ giờ mưa đi về phòng cũng chán lắm, không biết làm gì. Ok, vậy anh ngồi đây hả? Ok. Tí em ra em không thấy anh thì sao?
anh sẽ ngồi đây cái cánh luôn. Ok. Em thích những người mà nói là phải làm được á. Ok. Ok. Tôi dậy với bà. Anh Long đứng chờ để mình xong thì mình sẽ đưa hai người đi ăn. Lý do mình cũng muốn có cuộc hẹn này tại vì trước giờ mình đã có quá nhiều cái điều để muốn nói mà mình nói không hết và mình cũng muốn giấu đi. Thì hôm nay là những điều mà mình đã nói hết với Trâm. Và còn một số điều nữa thì mình hy vọng là sẽ để tới cuối chương trình thì mình sẽ nói với tất cả mọi người trong ngôi nhà chung biết. Giờ đây có vẻ như Thiện Long đã thành thật hơn với cảm xúc của chính mình sau khi thổ lộ hết tình cảm cho cô gái mà mình thầm thương. Còn với các chàng trai khác trong nhà chung thì như thế nào? Hôm nay thì mai là gửi mọi người còn bệnh nhà nên mới nói về tình cảm hơi to. Trước mắt là em loại được 50-50 rồi đó. Không phải. Chỉ là trong nhóm bạn nữ em loại được hai người, hai người như mắt xua rồi, không có chọn. Còn hai bạn thôi. Anh biết em loại ai luôn. Yeah. Nó thử nghe chơi coi có trúng không? Nói thử nhưng mà nếu mà đúng em có xác nhận không? Ok, em sẽ xác nhận. Không ngại chứ vẫn. Hả? Tới luôn. Em chả gì để giấu. Em sẽ loại thằng và ca. Cái gì trong mà mắt xua chính xác nhỉ? Ô, đoạn anh đoạn thôi. Thì em không nhận là đúng. Đúng luôn. Ừ. Trời ơi, nhồi quá. Ôi, chị Nhu sắp mơ. Anh làm cái gì vậy? Anh không biết nữa, anh thấy bông mày đẹp. Cho em nè. Ok. Đó, bây giờ anh biết nghĩ là ngày mai em sẽ kêu họ tới để mà phạt anh cái vụ anh bốc bông. Hôm nay anh hóa thân thành người gì vậy anh? Người bí ẩn. Ờ, anh nhận anh là người bí ẩn. Hóa thân thành người bí ẩn thôi chứ không phải là người bí ẩn. Cái gì nữa? Tự nhiên tôi bí ẩn. À, anh biết là hôm nay mình sẽ được ở đây và mặc đồ mình. Ờ, trời ơi, hồi nãy em đi ngoan ngang qua bạn hết hồn luôn mọi người. Kế trời, chứ bình thường anh bận lắm mà, hay sao? Bình thường thì thấy anh khác. Ờ. Thì ăn mặc đơn giản, còn hôm nay thì hơi kiểu sang lịch sự hơn. Có thể hôm nay là ngày quan trọng. Ê, với lại cái kiểu giống giống với lại cái à, cái kiểu cổ ngày xưa luôn á anh. Hợp với lại cái ngôi nhà đó nữa. Ờ. Chắc tình cờ thôi, không có tới nỗi sắp xếp đâu. Thật hiếm hoi mới có cơ hội để tất cả các thành viên Love House tụ họp đầy đủ để cùng nhau ăn bữa tối gia đình. Mời mọi người ăn coi nào. Đây mình lúc nào mình cũng có con lửa sắp tháng trong tim nữa, hiểu không? Thắp sáng trong tim hả? Mày thắp sáng được con tim mẹ chưa? Khổ ghê thiệt. Trong tim mình luôn luôn có vị trí của một người nào đó, bạn hiểu không? Cơm hả? Ờ, vậy ăn cơm. Cơm. Ừ, cho cũng chút đi. Để em nói cho. Vì gì anh? Cái hơi cồn nó bay vô mắt em á. Cần phải rửa mắt không? Hay mòn luôn em. Hết rồi, làm sao? Trời, xin được giấy luôn đi. Có chút xíu à. Bữa ăn tối hôm nay thì mình ngồi kế anh Đông. Thì anh có quan tâm, anh hỏi han và anh đổi chỗ với mình để mình không có bị cái trường hợp đó nữa. Mình thấy anh có một sự quan tâm và để ý đến những cái cử chỉ của mình. Ví dụ như là hỏi mình là có muốn ăn món này không để anh gấp cho, hay là em ăn nhiều hơn một chút nữa, kiểu vậy. Nhìn Đông hôm nay lạ quá, mắc cười. Lạ gì đâu mà lạ. Em cứ tưởng là chương trình cài người vô á. Chùm spotlight. Được rồi không? Đỡ không đó anh. Đông chùm spotlight cả tuổi này á. Nè, chỗ quay không được. Nhân vật chìm bữa giờ mà. Này ngon nè. Chưa nổi không? Anh ổn chứ? Em ổn. Sao? Em muốn nói gì? Em thấy anh bất ổn thì em hỏi không? Để anh yên đi. Hai anh em thì cũng kiểu hiểu nhau đang nghĩ gì và đang như thế nào á, cho nên là mọi thứ mà mình và anh Chun chia sẻ hoặc là chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết là nó xoay quanh về vấn đề gì. Tại vì mình thừa biết là anh Chun đang trong giai đoạn tìm hiểu chị Nhu và chứng kiến chị Nhu ngồi với một người khác, cho nên là mình thấy anh Chun có một cái sự gì đó bối rối. Mình nhìn thì mình có thể hiểu được. Cái Trâm cười lên đi em, mặt tưởng quạo thôi chứ em. Em đang nghiên cứu.
Anh Kiếu à? Không chỉ Hoàng Trung mà bản thân Phương Trâm cũng chính là người phải bối rối khi chứng kiến Đinh Đông thân thiết lạ thường với Bích Nhu. Điều này đặt ra dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí của cô nàng. Cảm thấy tự nhiên sắp tối là tôi thấy hai người nó kìa cười sao đó, có người cười ngọt theo mẹ. Thường thường cái nồi á mẹ, đạo chương trình nó giờ không có gì hết, xong tự nhiên cái giờ cái tự nhiên có một buổi cuối cùng hồi cuối á, cái tự nhiên cái hình như đúng rồi. Ủa ba là hiểu không rồi hả? À, cái gì kỳ cục vậy? Ủa sáng là ba cho mèo kia chưa vậy? Là cái gì? Không, tôi thấy cười lắm thiệt luôn á. Ấy là như kiểu anh Long á, nếu như một người bữa giờ cũng chưa tiếp xúc nhiều á, ổng sẽ không thể nào nói chuyện một cách thoải mái đến như vậy luôn. Nhưng mà tối hôm nay tự nhiên tôi cảm thấy hai người nói chuyện rất là thoải mái. Điều là bữa đến giờ chưa gặp nhau lần nào đó. Tôi đã biết. Thì bây giờ đã gặp nhau đâu, tôi có thấy gặp nhau đâu. Sau nãy giờ tôi ngồi tôi nhìn tôi nói ôi kỳ cục. Xong rồi thêm cái chuyện của Long hồi chiều nói nữa. Anh thì đang tính tác hợp cho anh Đông với kiểu Nhu. Rồi, nguy cơ cao lắm nha mấy má. Thôi đúng rồi hả? Tôi thấy mấy người trong cái nhà này ghê gớm thiệt. Cuối cùng tôi không biết ai là ai. Từ đầu chương trình tới giờ tôi nghi biết bao nhiêu người tôi không biết luôn. Tôi nghi hết cái nhà này luôn á. Mình đang bị một cái gì đó. Không biết phải nói như thế này nhưng mà ý là mình cảm thấy hơi phẫn. Có thể là cặp đôi bí ẩn bây giờ mới bắt đầu có sự thể hiện nhẹ nhẹ gì ở đây để cho mọi người biết. Đêm đầu tiên ở Cần Thơ, tất cả quyết định tới bến Ninh Kiều để tham quan và dạo chơi cùng nhau. Trên đường đi, các thành viên tiếp tục chơi trò True or Dare và dường như Phương Trâm đang đánh cược với cảm xúc của mình khi đưa ra một thách thức khiến ai nấy đều bất ngờ. Rồi, ai đặt đe vậy? Em ở Trâm. Trâm đe. Em muốn anh hôn má chị. Chị Nhung, 15 giây nha. Anh thật lòng xin lỗi xuống đây. Tao về nghe ơi cũng không sao. Anh ơi, anh khen để cái gò má xinh xắn này chờ đợi lâu. Đếm nha mọi người. Rồi bắt đầu đi anh. Rồi đi. Anh nhắm mắt hay mở mắt gì? Tùy anh. Rồi đếm đi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 quá. Anh này cái cần gì? No comment. Tê. Yeah, anh tê rồi đúng không? Thôi, mời anh về với vị trí của mình. Thank you. Anh thật sự ngu. Có lẽ Phương Trâm đang ước mình không phải chơi trò chơi này khi nó vô tình đưa cô nàng vào thế khó xử. Trời bị chấm lưng vừa sợ không dám đi mọi người ơi. Đừng mời đừng với tôi mà tắt hết. Anh hãy tỏ tình trong ngay lúc này. Hay quá, hay luôn á. Có này hay á. How we do man, how we do man. Không phải là điều gì đó là lạ đúng không? Thì chị có nói cái câu thế ngoài nha. Tâm mời quay lại chứ. Dạ, người xài không hết được. Không. Vẻ đẹp của Trâm thì cứ như cái camera vậy, vì anh luôn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Cho nên là khi mà cái thời gian mà bắt đầu anh gặp Trâm thì cái thời gian nó tuy ngắn thôi, nhưng mà anh nghĩ có lẽ là tình cảm mình dành cho Trâm là nhiều nhất. Anh không biết là Trâm nghĩ gì về anh, nhưng mà có thể là anh rất là thích Trâm mà hy vọng là Trâm cũng thích anh như cách mà anh đang nghĩ hiện tại bây giờ. Thì không biết là Trâm nghĩ gì về khi mà... Có vụ hồi âm nhưng mà... Em được quyền nghĩ lại. Nếu như mà Trâm có thể là bạn trai, Trâm có thể là bạn gái anh không? Thôi thì bêu chắc rồi. Tự nhiên kêu ta là bạn trai. Trâm ok. Ok, thôi là lạnh lùng quá. Ủa, em có quyền không phải hồ đúng không? Đúng rồi. Đúng. Dùng từ không có gì thì cũng không đúng. Nó cũng có ấn tượng trong đó, nhưng mà tại vì mình có nghe chị Kha chia sẻ nè, rồi mình cũng hôm qua mình cũng có nói chuyện với anh Long rồi trong rạp chiếu phim, thì mình tỏ thái độ rất là rõ ràng là mình đang thật sự mình không có đồng cảm với những cái gì mà anh Long đang làm. Nếu mình theo một cái kế hoạch nào đó của anh Long, mình cảm thấy mình không có đề cao cái, hay là mình không có đánh giá cao về cái hành động đó, về cái mục đích đó của anh Long.
Và có thể nha, có thể bắt đầu từ tối hôm qua đến ngày hôm nay anh Long khẳng định với mọi người nhiều hơn, có thể là thể hiện với mọi người nhiều hơn là anh Long này để ý mình. Thì nó đơn thuần là cũng chỉ dập bỏ đi bớt cái suy nghĩ là anh Long đang muốn xoay quanh nhiều người thôi. Mình nghĩ vậy. Thế rồi mọi người nghe em tiếp mới. Nói chung là anh thích ai đó nhất, bốn bạn nữ anh thích ai đó nhất thì anh hay nói anh yêu em với người đó 10 lần. Và mỗi lần anh nói sau đuống miếng nước. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, luôn á. Thôi tự nhiên mà anh yêu em được. Anh chưa yêu em mà. Thôi nói lên cảm xúc của anh. Anh thích em, anh có thể nói lên anh thích em. Rồi, một ngụm. Quay lại. Ôi shit. Anh thích Nhu, anh thích Nhu. Yeah, boy. Yeah, thích dở quá, trời. Anh thích Nhu. Yeah, boy. Anh thích cái kỳ mặt sao mọi người. Anh thích Nhu càng ngày càng nhiều. Ôi, nó đi chứ, phải làm hơn cái để thử thách chứ. Đột nhiên, anh thích Nhu nhiều, và nhiều hơn nữa. Mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại, anh Chun có cũng có thích mình và có cảm xúc với mình nhiều. Bởi vì hôm qua đến nay thì mình thấy anh có bật đèn xanh tín hiệu để cho mình biết là anh có thích mình. Dường như các chàng trai đang chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Và đêm nay, với khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc tại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ, các cặp đôi đã chọn cho mình không gian hẹn hò vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Được, anh dễ nha. Nè. Này. Em sao ngủ có một bông vậy, em sợ. Lên lên luôn, lên luôn. Đó, đó. Nhưng biển là sợ. Biển, em biết bơi anh thôi. Như em thấy Hằng rất là dũng cảm nè. Hằng ơi. Cũng sợ, không phải sợ. Bà sợ xíu, là... cho tôi đỡ quê. Em là đầu tiên em đến nào mà em cũng mà sợ vậy đúng không? Thôi em đi rồi, em đi. Ok. Anh muốn chào thử. Anh thử đi. Chú ơi, bạn con muốn chào thử. Thì... Tự nhiên, bình thường. Đó là chào thử, chị cài chú. Thử đi, thử đi. Ủa anh Chun ơi, tính mạng em ở trên này á nha. Em không biết bơi nè. Phải tới những mặt này thắng trước. Chuyên nghiệp lên. Chuyên nghiệp lên hả? Ừ. Cực quá, quá cực. Ngộ quá ta. Cái nón gom lên là đậu luôn không? Dạ đó, không anh. Không anh lái đò luôn. Rồi rồi rồi, trải nghiệm thôi chú, cảm ơn chú. Khó mình có nặng không? Không nặng nhưng mà khó. Tại vì chưa biết cái nguyên lý hoạt động. Anh xem lại video coi. Giống Titanic. Titanic. Đúng, một người sao giống Titanic. Nhu cũng nói cũng nhiều hơn những ngày trước và cũng cởi mở rất là nhiều. Và mình cũng nhận ra là Nhu khá là dễ thương và nói chuyện cũng rất là hay. Không như cái cách mà mình nghĩ về Nhu cách đây 3-4 ngày trước là có hơi nhút nhát và che giấu bản thân. Dính miếng chữ cặp đôi mộng ấy nè. Không ra. Ừ, đâu ra, ok. Không hề. Nếu mà ma sói anh là dạng người dễ đoán nhất, chắc chắn luôn. Như cơ bản có gì đâu mà giấu. Cuộc sống mà, có bao lâu mà hững hờ. Bí ẩn làm gì, nói dối làm gì. Có nhiều nói nhiều đó. Giờ còn lo lắng không? Đỡ. Tại vì chi trước anh có nhớ một lần em đi bộ một chút thôi, em đã nói cái lý do là em hơi bị yếu và cần nắm tay rõ hơn, đúng không? Bây giờ như thế nào? Máu đang dồn á, em đang bị dồn máu. Thật sự là mình không có tính trước được cái cảnh tượng mà mình nghĩ hai người đó nắm tay nhau trên thuyền trước mặt mình luôn. Mình kiểu mình nghĩ là sẽ không có tới cái mức độ thân thiết tới như vậy mà ai ngờ cái tiến trình mình nghĩ nó là nhanh quá mức như vậy. Thế là mình khá là bất ngờ ở cái điều đó và cả cũng đâu đó trong này vẫn hơi buồn tí. Em thấy cách anh nhìn chị Nhu á nó hơi kỳ. Tại vì nếu như anh là một người em biết từ trước, từ mấy ngày nay nha, thì anh không dễ để mà nói chuyện hay là tiếp xúc với một người mà kiểu chưa nói chuyện nhiều á một cách thoải mái như vậy, hoặc là nhìn một cách thoải mái. Thậm chí em quan sát cả cái ánh nhìn của anh nữa cơ. Ừ, thì em thấy tối hôm nay anh lại có cái nhìn rất là thoải mái bên cạnh chị Nhu. Ngay cả nãy giờ không chỉ riêng nãy ngồi ăn cơm nha, chỉ là
Nãy giờ đi xung quanh đây cũng vậy, em quay sát hai người đó là vậy. Em quay sát hai người đó nhiều, đó là lý do tại sao mà hồi nãy em có anh có một cái hình phạt trên xe và em yêu cầu anh hôn chị Nhung, rồi má chị Nhung, để em xem được là thật sự nó có đúng như là cái em đang cảm nhận hay không. Em vẫn đang xoay quanh cái vấn đề là nó không cái cặp đôi bí ẩn như em không biết, em chỉ nói em ok anh bảo em là phải bỏ cái cặp cái chuyện về cặp đôi bí ẩn đi đúng không, thì em chỉ đang nói là em nghĩ là anh bắt đầu có cảm tình với chị Nhung. Một cái nhìn mới đó về chị Nhung kiểu như vậy. Bây giờ cứ lắng lại đi, anh thấy là em suy nghĩ khá nhiều rồi đó, cứ lắng nghe hiện tại em đang muốn gì cần gì đó. Hiện tại anh hỏi em là cảm thấy có an toàn hay không khi ở bên anh. An toàn. Xét về mức độ nhất là có an toàn hơn 4 chàng trai như trước giờ em tiếp xúc không? Tại vì em ở nhà nhiều hơn anh. Tất nhiên. Tất nhiên luôn. Em đang hiểu về cái vấn đề tâm trạng của anh rồi đó. Em mong muốn nhất vẫn là tìm hiểu chung tất cả mọi người và chọn một người mình cảm thấy thích hợp. Ok. Giờ mà anh nói thêm câu nữa và làm em sẽ lo nữa, nhưng mà thôi. Giữ lại. Anh nói đi. Nói đi em đi. Anh tào lao chút. Ủa anh. Nó tào lao. Đấy là nếu mà anh muốn em tự có chứng kiến của riêng bản thân em, hay là em không có nên vì một cái gì đó mà kiểu như có lao đao suốt ngày cứ tự lật cái suy nghĩ của mình liên tục á, thì chính anh xác. Nên nói cho em cái điều đó để có thể là em có vượt qua được không, em có suy nghĩ khác được không. Không, anh nghĩ là sau này anh có gặp em một lần nữa hoặc là có một chặng đường dài hơn em nên chia sẻ, còn hiện tại thì không. Những cái câu nói của anh Đông á, nó làm cho mình bị lay chuyển rất là nhiều. Từ nghi ngờ sang không nghi ngờ và từ không nghi ngờ sang nghi ngờ. Nói chung là nó thay đổi liên tục á, nên là bây giờ mình vẫn còn đang mông lung lắm, mình vẫn chưa biết là mình đang muốn gì mà mình đang nghĩ cái gì nữa, mình thật sự luôn. Mọi người trong nhà chung thì kiểu mỗi ngày mọi người có lại có một hành động gì đó khác biệt á. Kiểu nó làm mình bối rối lắm mọi người. Cảm xúc của mình đến tính tới thời điểm hiện tại ít là mọi người. Đừng có quay khúc này. Cho em xin cái giấy. Không, em sẽ bình tĩnh đến khi này em bình tĩnh em mới vô quay tiếp. Rồi, ok. Xấu hổ quá. Tốt nhất là em nên bỏ cái suy nghĩ về cặp đôi bí ẩn ra khỏi đầu thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Cũng đúng, tại vì bữa giờ em đúng thật là bữa giờ từ đầu chương trình tới giờ em cứ cặp đôi bí ẩn hơi bị nhiều và có lẽ nó làm cho em bị phân tâm nhiều quá, và đồng thời nó cũng gây ảnh hưởng đến cái cảm xúc thật của em nghĩ vậy.